chào các bạn trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình vô tình lục cái kho, mình tìm ra được hai cái bộ của cái vật mũi. Mình thiết kế mình sẽ lắp vào cái con chuột này. Rất là mạnh. Chúng ta muốn kêu nó nhanh hơn nữa thì chúng ta cho nó gần lại một tí.